Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp cận nguồn vốn vay, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã thực hiện ủy thác với 4 tổ chức chính trị xã hội cho các đối tượng này vay vốn. Đến thời điểm này, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt trên 2.700 tỷ đồng với 9 trên 10 chương trình tín dụng chính sách, chiếm trên 99% tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động ủy thác cho vay đã góp phần tích cực đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, quản lý nguồn vốn vay hiệu quả, giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Theo Cục Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với sự bùng nổ của công nghệ 4.0, những lỗ hổng mất an toàn ngày càng gia tăng, trong đó ngân hàng là một trong những mục tiêu thường xuyên của tội phạm mạng. Đối với người dùng, khi tham gia sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng hay bất cứ dịch vụ nào khác, cần thực hiện những biện pháp sau để tự bảo vệ thông tin dữ liệu của bản thân, như luôn sử dụng chức năng xác thực nhiều lớp OTP, các chức năng bảo mật khác của nhà cung cấp dịch vụ, không sử dụng mật khẩu có liên quan đến thông tin cá nhân như ngày sinh, số điện thoại. Người dùng cũng nên có thói quen định kỳ đổi mật khẩu hoặc nghi ngờ bị lộ thông tin, đồng thời phải thông báo ngay cho ngân hàng nếu thông tin cá nhân bị thay đổi khi không giao dịch hoặc khi không giao dịch nhưng vẫn nhận được OTP và bị trừ tiền. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày một lần. Theo đó, hiện nay, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 283 đồng một lít, xăng E5 RON tăng 312 đồng một lít. Như vậy, mức bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 19.819 đồng một lít và 21.070 đồng một lít xăng RON 95. Trong khi đó, các loại dầu lại được điều chỉnh tăng, giảm tùy loại. Dầu diesel tăng 25 đồng một lít, dầu hỏa giảm 6 đồng một lít, dầu ma rút giảm 754 đồng một kg. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với các mặt hàng dầu diesel là 15.988 đồng một lít, dầu hỏa 14.962 đồng một lít và dầu ma rút là 11.188 đồng một kg. Tại miền Bắc, sau một tuần giá lợn hơi xuống mức trung bình 70.000 đồng một kg thì nhiều địa phương hôm nay đã dục dịch tăng nhẹ trở lại. Cụ thể, tại các tỉnh như Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định thì giá lợn hơi hiện đã quay về mốc 74.000 đến 75.000 đồng một kg. Các địa phương bao gồm Thái Nguyên, Ninh Bình và Thái Bình đang ở mức giá 77.000 đồng một kg, cao nhất miền Bắc. Tại tỉnh Nghệ An, sau một khoảng thời gian duy trì mức giá cao, thì giá lợn hơi tại đây đã bất ngờ giảm mạnh từ 74.000 đồng một kg xuống còn 70.000 đồng một kg. Tỉnh Quảng Bình tăng 63.000 đồng một kg lên 65.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại thị trường miền Nam dao động trong khoảng 71.000 đồng đến 75.000 đồng một kg. Mặc dù nhu cầu xây dựng vào dịp cuối năm của người dân tăng cao hơn so với những tháng trong năm, nhưng giá cả vật liệu xây dựng vẫn tương đối ổn định. Khảo sát tại địa bàn huyện Khoái Châu cho thấy, hiện có đến vài chục đại lý lớn nhỏ cung cấp các loại vật liệu xây dựng để phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở ở các địa phương, xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng. Tuy nhiên, các mặt hàng được phân chia theo thời vụ và cao điểm nhất là vào những tháng cuối năm. Đây là thời gian mà các gia đình chủ công trình đã hoàn thành phần xây thô và bước vào thời điểm hoàn thiện. Nói chung năm 2019 này so với năm 2018 những năm trước đây thì rất sôi động và cái lượng bán hàng tiêu thụ rất lớn so với mọi năm, lớn hơn rất nhiều, gấp đôi gấp ba đấy. Các nhà máy họ cũng đưa với chương trình kích cầu, thế cho nên là họ cũng khuyến mại sâu, thế cho nên là cái giá nó cũng không có gì lên xuống mấy mà rất là ổn định, mà nhân dân là người hưởng lợi rất là nhiều. Theo các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng cho biết, lượng khách đến mua hàng đã tăng nhiều so với những tháng trước do nhu cầu hoàn thiện công trình tăng cao. Tuy nhiên, giá bán hầu hết các mặt hàng phục vụ xây dựng không tăng giá, thậm chí còn giảm so với những tháng đầu năm. Hiện xi măng xây có giá 120.000 đồng một tạ, cắt đen 80.000 đồng một mét khối, cắt vàng từ 250 đến 350.000 đồng một mét khối tùy loại, sắt 1.250.000 đồng một tấn. Năm 2019 thì sản phẩm gạch không nung ra thị trường đạt và so với năm 2018 vượt khoảng độ 15-20%. Đều là những tháng cuối năm, những tháng là sôi động nhất.
Trước thực trạng thị trường vật liệu xây dựng hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường khâu tiếp thị, đưa ra các chương trình khuyến mại giảm giá để tiếp thu sản phẩm. Bởi vậy, người tiêu dùng yên tâm khi lựa chọn sản phẩm vật liệu xây dựng mà không lo tăng giá. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.